Thúy Hằng xin kính chào quý vị khán thính giả, chào đón quý vị đến với phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay là sáng thứ tư, 14 tháng 9 2022. Mở đầu chương trình kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Hoa Kỳ tỏ ra thận trọng, không vui mừng vội trước chiến dịch phản công của Ukraine. Các viên chức cấp cao Hoa Kỳ đều thể hiện sự thận trọng và không vội vã tuyên bố chiến thắng khi Ukraine phản công buộc Nga rút quân khỏi Kharkov. Dù thừa nhận đà tiến mà Kiev đã đạt được, Tổng thống vẫn tuyên bố rằng chúng tôi sẽ không nói về điều đó bây giờ do mọi thứ đang diễn ra. Các viên chức vụ giác đài cũng không vui mừng trước chiến dịch của Ukraine. Thay vào đó, dường như họ đang hướng tới kế hoạch cung cấp thêm vũ khí và tăng cường huấn luyện cho Ukraine, thận trọng chờ đợi phản ứng của Nga trước thất bại bất ngờ trên chiến trường. Nhiều người ăn mừng vì chiến thắng Ukraine đạt được cuối tuần qua, nhưng các viên chức Hoa Kỳ đánh giá Nga vẫn còn nhân sự và nguồn lực để huy động. Đồng thời, lực lượng của họ vẫn kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền đông và miền nam Ukraine. Philip Brilov, cựu đại tướng Hoa Kỳ từng chỉ huy lực lượng NATO, đánh giá tôi đồng ý không nên vội đưa ra kết luận bởi Nga vẫn còn nhiều quân bài chưa sử dụng. Ukraine rõ ràng đang tạo ra thay đổi lâu dài ở miền Đông và miền Bắc. Tôi cho rằng nếu Tây Phương trang bị cho Ukraine một cách hợp lý, họ có thể giữ vững thành quả của mình. Chính khách Hoa Kỳ đánh giá các loại vũ khí chính xác và pháo phản lực mà Hoa Kỳ cùng các nước Tây Phương cung cấp cho Ukraine là chìa khóa tạo ra thay đổi đáng kể trên chiến trường, trong đó có tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS và tổ hợp hỏa tiễn diệt radar tốc độ cao HARM. Một viên chức quốc phòng cho biết Hoa Kỳ đang xem xét nhu cầu quân sự trong tương lai của Ukraine, trong đó có thảo luận về cung cấp huấn luyện tác chiến chuyên sâu cho các đơn vị lớn hơn thay vì đào tạo các đơn vị nhỏ như hiện nay. Hoa Kỳ xem xét trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Thông tấn xã Reuters đưa tin Hoa Kỳ được cho là đang cân nhắc các lựa chọn trừng phạt Trung Quốc nhằm kiềm chế nước này trong những động thái liên quan tới vấn đề Đài Loan. Theo các nguồn thạo tin cho biết rằng Liên Âu cũng đang chịu áp lực ngoại giao từ Đài Loan để làm điều tương tự. Tuy nhiên, theo họ, những cuộc thảo luận về vấn đề này hiện mới chỉ ở giai đoạn đầu, là một phản ứng trước lo ngại về những động thái quyết liệt của Bắc Kinh đối với Đài Bắc khi căng thẳng quân sự leo thang ở eo biển Đài Loan. Trong cả hai trường hợp của Hoa Kỳ và Liên Âu, ý tưởng được đưa ra là áp các lệnh trừng phạt ngoài những biện pháp đã được áp dụng ở phương Tây nhằm hạn chế một số hoạt động thương mại và đầu tư với Trung Quốc trong những lĩnh vực công nghệ nhạy cảm như chip máy tính hay thiết bị viễn thông. Ngoài ra, các nguồn tin không cung cấp chi tiết về những gì đang được cân nhắc, nhưng việc áp trừng phạt lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và một trong những mắt xích lớn nhất của chuỗi cung ứng toàn cầu không phải là điều dễ dàng. Ông Nazar Narastar, cựu quan chức cấp cao Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhận định rằng áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Trung Quốc phức tạp hơn nhiều so với trừng phạt Nga vì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và các đồng minh với Trung Quốc. Tại Hoa Kỳ, các cuộc thảo luận về lệnh trừng phạt Trung Quốc bắt đầu kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2, nhưng chủ đề này trở nên cấp bách hơn sau phản ứng từ phía Trung Quốc trước chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Ngày 10 tháng 9, hãng thông tấn Reuters dẫn lời Viện Y tế Quốc gia cho biết họ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân đậu mùa khỉ trong nghiên cứu giai đoạn cuối nhằm thử nghiệm thuốc kháng virus Topox của hãng dược Siga Technology nhằm chống lại căn bệnh này. Viện Y tế Quốc gia đặt mục tiêu tiếp nhận hơn 500 bệnh nhân, bao gồm người lớn và trẻ em. Những người này sẽ được sử dụng Topox hoặc giả dược một cách ngẫu nhiên trong 14 ngày. Các nhà nghiên cứu sẽ đánh giá xem những người sử dụng Topox có hồi phục nhanh hơn so với khi sử dụng giả dược hay không. Cuộc khảo sát cũng cung cấp dữ liệu quan trọng về liều lượng tối ưu và mức độ an toàn của Topox ở trẻ em và phụ nữ mang thai. Thuốc kháng virus Topox sử dụng qua đường uống và tiêm tĩnh mạch được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA phê duyệt trong việc điều trị bệnh đậu mùa khỉ, nhưng chưa được cấp phép điều trị bệnh này. Tuy nhiên, Topox đang được nghiên cứu để điều trị bệnh đậu mùa khỉ. Trước đó, nhằm tăng số liều vaccine phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ, cơ quan FDA điều chỉnh liều lượng vaccine mũi tiêm cho người dân. Theo đó, mũi tiêm chỉ sử dụng tối đa 20% liều lượng của mũi tiêm hiện tại.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, tính đến ngày 9 tháng 9, Hoa Kỳ ghi nhận 21.894 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trên toàn cầu có khoảng 57.527 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với 18 ca tử vong tại 9 quốc gia và vùng lãnh thổ cho đến nay. Tòa nhà Hạ viện bắt đầu tái mở cửa đón công chúng đến thăm. Hôm thứ Hai 12 tháng 9, Tòa nhà Hạ viện bắt đầu giai đoạn 3 của kế hoạch tái mở cửa, cho phép công chúng vào thăm trụ sở Quốc hội. Đây là bước đi mới nhất của cơ quan lập pháp trong nỗ lực đưa mọi hoạt động bình thường trở lại sau đại dịch COVID-19. Theo Washington Post, quyết định trên được đưa ra với sự phối hợp của lãnh đạo Quốc hội, lực lượng cảnh sát bảo vệ đồi Capitol và trung tâm du khách tại đồi Capitol. Từ ngày 12 tháng 9, Hoa Kỳ cho phép công chúng vào thăm phòng họp tại Hạ viện khi không có cuộc họp nào diễn ra. Các chuyến thăm phải kết thúc 30 phút trước mỗi cuộc họp của Hạ viện. Các dân biểu đương nhiệm được phép dẫn khách đi thăm các phòng trưng bày của Hạ viện trong khi đang có phiên họp. Ngoài ra, trong giai đoạn 3 của kế hoạch tái mở cửa, các cựu dân biểu được phép thực hiện các chuyến thăm đồi Capitol, nhưng không quá 50 người mỗi chuyến. Giai đoạn 3 được thực hiện sau 2 năm rưỡi đồi Capitol đóng cửa với công chúng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đồi Capitol bắt đầu tái mở cửa theo từng giai đoạn từ tháng 3 năm nay, cho phép một số lượng hạn chế các chuyến thăm do các nhà lập pháp và nhân viên tiến hành. Giai đoạn 2 bắt đầu vào cuối tháng 5 với việc mở lại trung tâm du khách tại đồi Capitol và kéo dài thời gian đi thăm. Vào tháng 3, cảnh sát trưởng đồi Capitol ông Thomas Manor cho biết tình trạng thiếu nhân sự trong lực lượng này khiến việc tái mở cửa đồi Capitol bị trì hoãn. Hạ viện đã dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang vào tháng 2 trước khi ông Joe Biden đưa ra bài phát biểu về thông điệp liên bang. Tin từ Florida, thống đốc Ron DeSantis cho rằng chính sách biên giới của Tổng thống Biden làm hại trẻ em và thúc đẩy tình trạng buôn người. Theo Reuters, thống đốc Florida Ron DeSantis đã gặp gỡ các lãnh đạo tín ngưỡng và những người Mỹ gốc Cuba, những người đến Hoa Kỳ qua một chương trình cầu hàng không thanh thiếu niên cách đây khoảng 60 năm để thảo luận về cuộc khủng hoảng biên giới và các chính sách liều lĩnh của chính quyền Biden đang gây nguy hiểm cho trẻ em nhập cư. Trong cuộc thảo luận bàn tròn này, thì ông DeSantis trích dẫn báo cáo của Bộ Nội an cho biết các chính sách biên giới thất bại đang gây nguy hiểm cho trẻ em nhập cư và nước Mỹ nói chung thông qua việc thúc đẩy nạn buôn người tăng 35% từ năm tài chính 2020 đến năm tài chính 2021. Ông nói rằng các băng đảng ma túy đang sống trong thời kỳ hoàng kim kể từ khi ông Biden trở thành lãnh đạo Hoa Kỳ. Ông nói tới nay, nhân viên tuần tra biên giới thu giữ khoảng 1.000 pound fentanyl, đủ để giết chết 226 triệu người, tức là 70% dân số của Hoa Kỳ. Hầu hết trẻ em di cư vào Hoa Kỳ đều là nam giới trong độ tuổi từ 16 đến 19. Ông DeSantis cho biết chính quyền liên bang của ông Biden đang cố gắng so sánh những gì đang xảy ra ở biên giới phía Nam với chiến dịch Pedro Pan. Nhưng Pedro Pan cho phép trẻ vị thành niên không có người đi kèm được bay từ Cuba đến Hoa Kỳ một cách hợp pháp sau khi Fidel Castro lên nắm quyền. Ông DeSantis nói với các phóng viên rằng đánh đồng những gì đang diễn ra tại biên giới phía Nam, buôn bán người hàng loạt, nhập cảnh trái phép, ma túy, tất cả những thứ này với chiến dịch Pedro Pan, nói thật là việc rất kinh tởm và sai trái. Hai điều trên thậm chí còn không hề gần giống nhau. Người Cuba đến đây để chạy trốn chế độ độc tài cộng sản, họ không phạm pháp, họ đã được chính phủ Mỹ phê chuẩn cho đến. Vừa rồi là phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Tiếp nối, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi một vài phần thông tin thương mại tiếp theo.